Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là đã bắt đầu, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi rao tháo với ông Tadakazu Honda. Ông này mới là vừa 21, chắc leo tầng 30 thôi. Rồi thì ok, bây giờ chỉnh chiêu lại nè. Giờ chiêu này chắc chắn phải giữ rồi, nhưng mà từ từ đã, mình đổi chiêu trước tính sao. Chiêu của con bé này thì mình thấy nó không có hiệu quả lắm, cho nên là thôi chắc không dùng nữa. Chiêu này tự nhiên phải giữ, thực sát tương băng rất quan trọng. Chiêu này để đánh xuyên hoặc cái đỡ của đối phương. Chiêu này tăng sát thương thì đương nhiên phải giữ rồi. Chiêu của ông Naomasali cũng được, cái chiêu này là nó tăng sát thương, chứ là tăng tốc độ di chuyển, là tăng thủ, nó tăng tùm lum hết trơn, ngu sao không lấy. Chiêu phân phân bóng thì nó hiệu quả là tại nó phân theo phương ngang, còn con bé này nó phân theo cái con bé ninja, nó phân theo phương dọc, không hiệu quả lắm. Rồi lấy thêm cái kim thân này nữa đi, tại chúng ta không cần cái thuộc tính nữa. Tính giờ cũng chưa có gì ngon. Rồi mình có thể lấy cái thuộc tính của bạn nói chung là của chúc anh cũng được, nhưng mà có một điều là mình nghĩ là giờ mình cần kinh nghiệm hơn, thành ra mình sẽ lấy kinh nghiệm. Ở đây thì cũng chỉ có 25% khả năng nó rớt kinh nghiệm thôi, mà trong 90 giây thì nó rớt tương đối nhiều. Cái này mình nâng nó lên level 3 rồi, luyện công cho ông này tí, tại ông này còn hơi yếu các bạn, với lại ông cần vũ khí nè, vũ khí ông mới có dày không à. Rồi ok, do nhân vật hơi bèo nên phải leo tầng 31 nha, không leo tầng 51 được. Bữa trước, mấy bữa trước leo tầng 51 rồi. Còn nhân vật nào dạng như phải luyện công tới mát mà có vũ khí xịn luôn rồi á, mà là nhân vật chiến nữa cơ, thì chúng ta mới dám cho leo tầng cao hơn. À quên, để lưu phát, không nó rush game giữa chừng nữa thì chắc là mình khóc. Rồi chưa là có sát thương băng, có đồ ngon rồi, mấy chiêu này nó hồi lẹ lắm các bạn. Mình thì vẫn ưu tiên mấy cái chiêu mà nó cooldown lẹ này hơn là những cái chiêu mà nó mạnh nhưng mà nó lại cooldown lâu các bạn. Ông này là thì chiêu ổng là cái gì vậy? À, ổng cũng là dạng nâng năng lực cho bản thân thôi. Để coi thử coi phải gì ông ta. Cái Basic Info. À Mulis đây rồi, đây. À không, ông này là hồi mana các bạn. Và nó hất đối phương bay về phía sau. Cũng hay đấy. Chiêu thì đủ hết rồi, đâu không sợ. Ông Tadakazu Honda này chiêu của ổng ngon từ hồi cái bản mấy bản đầu rồi, nói chung là cũng khá là ok. Chơi Warrior Orochi cầm ông này cũng tương đối an toàn, mà ít có dị vụ nào có ổng. Thật ra đây do đây là tướng mạnh nên game nó cố tình ông cho chúng ta xài thôi, thì cũng dễ hiểu mà, tướng mạnh mà cho xài nhiều quá thì game còn như đầu chơi, phải cho chơi mấy nhân vật mà lúc đó hạn chế chứ không mà những nhân vật đó là hồi người ta không thèm chơi luôn á. Qua đây thì có thêm cái nọ và thêm mấy cái này nữa thì đỉnh rồi, không nói. Rồi một phát đi luôn đi cho đỡ mất thời gian. Rồi sao tính ra mình cũng đâu mạnh lắm các bạn thấy không. Quýnh xong trận mà chưa hết cái thời gian kinh nghiệm luôn, chúng ta là mình quýnh chưa tới 90 giây. Đúng là phải thường xuyên ấn cái nút control các bạn để mà chỉnh cái camera. Các bạn có thể chỉnh lại phím điều khiển sao cho phù hợp với mình ha. Nhưng mà cá nhân mình thì mình để cái bố trí phím về là hợp lý rồi. Tại mình ngại để cái phím shift lắm, để phím shift nhiều nhiều khi các bạn biết không? Để phím shift cái vô tình mình bấm cái tự nhiên cái mình bị rồi hóa các bạn phím luôn. Phím shift nó nguy hiểm lắm, mình ra mình ngại đó. Rồi đây cứ nâng lên là chơi thôi. Đây ông này mà thêm cái kim thân nữa rồi thì ối rồi ơi. Ông này cái thức qua đây ông có thức thứ tư, ông này nó cũng còn lợi hại hơn nữa cơ. Bình thường thì ông này là hay mình hay nhờ cái thức thứ ba của ông, nhưng mà đâu có, các bạn thấy kim thân nó lợi hại chưa? Đánh nó vương nó hất ra luôn mà. Này Hanzo Hattori này, lâu lâu nó hay chơi nó thả tướng vậy ra mình cũng mệt. Ông này thì ổng đã được nâng cấp cái chiêu màu vàng ở mức độ nhất định rồi, thành ra cũng tương đối ngon. Này thì Nene này, vợ Hideyoshi cũng lợi hại đấy, nhưng mà đụng phải ông này thì cũng khó thắng lắm.
tại bà này dạng ninja mà đụng ông này ổng thủ rất là chắc, đột phá hơi hơi bị khó. Mà vô mấy con tướng này đánh như bà Nene này quýnh tướng bầu quờ cũng được, nhưng mà cái đó là trong điều kiện bình thường thôi, chứ đụng phải mấy tướng mà rắn như Tadakatsu Honda thì bà này chưa có đủ cửa. Tại nói chung thì cũng dễ hiểu thôi, ông này cả đời ổng gần như không bị thương mà các bạn. Trái ngược với nào Masali là bị thương khá nhiều. Ví dụ là hai người cùng song pha nha, một người là bị thương và khi trận Sekigahara kết thúc là ông nào Samali là ổng sống được hình như 1-2 năm gì đó là ổng chết rồi, còn ông này thì ổng sống rất thọ về sau luôn. Hai con người hai số phận, một người thì điềm tĩnh, ông Tadakatsu Honda này thì điềm tĩnh, thành ra là ổng cách đánh của ổng nó có phần là chậm rãi hơn, thậm chí là ổng có phần thiên về thủ, còn ông kia thì bút hoàn toàn vô công luôn. Ông này là vừa công vừa thủ, còn ông kia là công mà còn cộng thêm tốc độ vô nữa, vô là ổng bút hoàn toàn theo hướng công luôn. Mà bút hoàn toàn theo hướng công kiểu đó thì lại khá nguy hiểm, tại khi đó thì chúng ta không chú ý được phòng thủ. Rồi ok, lại có kim thân để xài rồi, nói chung là hồi khá là nhanh. Rồi có tí vàng xài cũng được. Rồi trường hợp của ông này khá đặc biệt, thật ra là mình sẽ cho ông ấy thưởng thức tuyệt chiêu của ông Tadakatsu Honda. Thưởng thức đi. Tính ra nhân vật của mình cũng chưa mạnh lắm các bạn thấy không, tại vì về cơ bản thì mình đánh cái đòn đặc biệt vậy mà phải ít nhất là dính tới 3 hit thì đối phương mới gục. Thì có nghĩa là nhân vật của chúng ta chưa thật sự mạnh lắm đâu. Rồi nhìn chung thì cũng không sao các bạn, nói chung là nhân vật chúng ta mới level 21 mà mạnh quá thì lên tới level 50 thì còn bá đạo tới mức nào nữa. Cái là một phần thì vũ khí mình còn bèo chứ, chứ vũ khí mình xịn mà mình yếu thì vậy mình mới đáng nói. Tức là nhân vật này được thiết kế chưa tốt, chưa được cân bằng. Còn ví dụ như rồi đây màn này coi như là vô mánh rồi, đúng luôn. Màn này đi quét lính thì ăn kinh nghiệm tha hồ. Rồi đây cuối cùng cũng được 3 cái rồi, chạy nhiều quá à. Ngon. Nhưng mà ông này có chiêu nâng vũ khí chưa ta, nãy giờ quên coi. Chà hơi bèo, toàn đồ bèo không. Mà đã con ngựa cho nó biến đi, mình không cần ngựa. Hai ngựa bữa lấy được thì mình bán rồi, nhưng mà nhìn chung thì cũng không hài lòng lắm. Mấy hạm dương sư giờ cũng không có tuổi với mình, trưởng cũng đau đấy nhưng mà cũng thường thôi. Mới lên đây mà 150 rồi lên khúc trên kia ngon cơm luôn. Có thêm mấy chiêu này búp vô nữa rồi lại đỉnh. À đây kim thân thôi có lẽ không cần mà cứ nâng đi, mất mát gì đâu. Cái chiêu đặc biệt của ông này thì không hữu dụng lắm, tại vì nói như thật sự hữu dụng nhưng mà mình cần gồng lên thôi, chứ mà cần hồi mana đồ á. Còn không thì chiêu đó cũng chả mấy khi dùng, nói chung là tính thực dụng không cao, nhưng mà nhìn chung thì cũng hiệu quả. Nói chung là tính thực dụng không cao mà hiệu quả thì cũng được, chỉ sợ là tính thực dụng không cao mà cũng không có hiệu quả, nhưng mà để chân cho đẹp thôi thì bó tay rồi. Ví dụ chiêu của ông được nhắn long hay là chiêu của ông cái gì Tamago Jisaka đó, nó chiêu bắn theo một hướng đó thì nó lại khá là tào lao, khó chó là cho đủ skill cho nhân vật thôi, chứ mà cũng để cân bằng nữa, tại nhân vật đó có nhiều chiêu xịn rồi, nhiều chiêu xịn quá thì cũng không ổn. Nhưng mà như vậy thì cũng đôi khi chúng ta chơi hay thấy buồn. Anh nói là quýnh lên cấp và nhanh cấp kỳ luôn các bạn, chắc chơi xong cái dáng này ông này lên level 30 quá. Tướng nào đây? À Katsue Shibata, ngon. Chồng thứ chồng sao của Oichi đây nè. Ai chà, không sao, nằm trong tầm lan là được. Rồi ok, vừa hết chiêu là ông kia vừa vong luôn. Ra vũ khí vàng à, ngon. Nhưng mà vũ khí vàng mà giờ không có vũ khí thường để búp vô, vũ khí vàng cũng vô dụng. Tại vũ khí đó là vũ khí để búp chứ không phải là vũ khí để dùng.
vô chỉ ra sát thương lửa thôi thì cũng đủ ngon, cũng ngon cơm rồi. Ha ha ha, gục chưa? Cho là kết thúc ván này chắc cũng phải lấy được cầu 30 viên ngọc. Ây da, rồi hết nộ rồi, thôi cũng không sao, chả cần nổi đập chết cái đám lính này các bạn. Rồi đây, thế là xong. Nhiêu đó đủ rồi. Ông này nhìn thì đúng kiểu đó, anh hùng luôn các bạn, cái mặt rất là nghiêm nghị luôn. Nhưng mà nói chung là vậy, nhìn vậy thôi chứ thương con gái lắm các bạn. Nói chung là mặt thì hầm hầm vậy đó, nhưng mà tình sống tình cảm. Ông này dạng như là đệ nhất cận vệ của Tokyo Wa luôn mà. Nói chung là dạng nhân vật trong ngoài lạnh trong nóng ấy. Như là ông này thì, nhưng mà có điều ông này thì ta hay ví ổng với Trương Phi, nhưng mà ví là cái lòng trung của ổng với lại cái tấm lòng của ổng á, chứ nếu mà xét về mà cái tính cách hay đồ thì ông này hơn hẳn. Tại vì Trương Phi khá là nóng tính, đôi khi hay làm hỏng chuyện, còn ông này thì ổng khá là trầm, đúng kiểu người học võ. Với lại cái xuất thân của ổng thì cũng hơn Trương Phi một bậc. Trương Phi xuất thân với là cái người mổ heo thôi, còn ông này cái xuất thân của ổng thì về cơ bản cũng là con nhà võ rồi. Rồi thích thì kêu You like that afternoon. Nói chung là người ta gọi đây là tiếng Anh của người Việt các bạn, You like that afternoon, tức là mày thích thì tao chiều. Nói tiếng Anh kiểu này nhiều người người ta cười cho, nhưng mà chả sao, ta đang ở Việt Nam mà. Chúng ta nói tiếng Anh sao người Việt hiểu là được rồi, người Anh không cần phải hiểu. Bản thân cái kênh này là cũng dành cho người Việt xem là chủ yếu. Mình vừa đúng là cũng có những người nước ngoài họ xem kênh của mình thật, mặc dù là mình cũng đang thắc mắc là họ có hiểu mình đang nói cái gì hay không. Nhưng mà thôi, với mình thì cũng không sao, có người ủng hộ là được rồi. Còn người đó là người nước nào, người giới tính nào, hay là thậm chí người ngoài hành tinh, mình cũng rất là ok luôn. Mình dễ tính lắm. Mình chỉ cần biết là người đó là người ủng hộ mình là được rồi, còn người đó là người gì cũng quan trọng. À, vô. Hey, hey. Rồi cho đánh mấy cái đó. Dồn vô phát cho nó ăn nộ luôn. Rồi, ok. Gồng lên. Rồi vô nha. Hay da. Ha ha, một phát đi luôn bốn tướng. Một con ngựa tương đối ngon, nhưng mà khoan đã. Trời, vũ khí bèo kho, ông này đúng là chưa nâng kêu vũ khí. Bản thân cái cây ổng cầm cũng không phải là cái cây mà có may mắn cao, và ra ổng cũng không lấy được vũ khí xịn các bạn. Nhưng mà có lẽ lần sau dẫn ông này đi leo tháp thì chắc là lên được cho ổng leo level 50 được, tại ổng mạnh, khả năng chịu đòn ổng cao các bạn. Vũ khí bèo quá. Nhưng mà nói chung là bây giờ phải luyện cho ổng một món vũ khí ngon hơn cái đó mới đi tiếp được. Chứ còn ví dụ như cầm cái cây này mà lên tầng 50 là chết ngay. Rồi, ok. Đây. Chứ lại sao tập này level ổng cũng cao rồi, anh ra ổng leo tầng cao được. Rồi, ha ha, vô, ale, ha, vô nào, vô đi mấy cưng, hãy xem võ công của ta. Ha, 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 ô, bàn này tướng đông ấy. Thằng này chết tới lượt thằng kia ra.
mà không sao, mình đang có kim thân thì mình sợ gì mấy thằng này. Ông này ông quýnh nhưng không biết đau luôn mà, thành ra là mất máu thì vẫn mất thôi, vậy nó không đau, không ngã ra đó các bạn. Cái đó là một cái lợi thế khá là lớn. Cho đi luôn nè. Cứ như vậy hoài đâu cần kêu của ổng làm gì nữa. Mà gồng lên phát cho vui. Gồng lên cho nó vui nhà vui cửa mà. Công nhận ông này cái chiêu may mắn của ổng, cái chiêu lấy kinh nghiệm của ổng nó giữ được lâu thiệt chứ. Mấy nhân vật khá là chắc hết nãy giờ. Cái thức thứ tư này tính ra nó luôn là cái thức lợi hại nhất nha. Mà cũng có thể là nó là do cái thức ngới lên dùng cảm thấy thích. Tất nhiên là có những nhân vật thứ tư của họ không ngon. Nhưng mà đa phần cái nhân vật mình đánh giá là trong Samurai Warriors, cái thức thứ tư khi mà mới được sáng tạo ra trong cái phiên bản 4 này á, là nó được đánh giá, mình đánh giá nó khá là thực dụng. Ngay cả cái chiêu số 4 của đồng nhân lâu thì nó đánh đúng một cái là mà cực kỳ hiệu quả. So với đồng 3, đồng 1, đồng 2 gì cũng vậy. Chưa kể là mấy cái bản này mình cảm giác chơi dễ hơn các bạn. Dù chơi chế độ khó, thậm chí là chỉ có chơi Nightmare mới được, cảm thấy nó nặng đầu thôi. Còn lại là ok hết. Đây, hay. Ha ha ha. Chết chưa, chết chưa. Pha này đột phá kinh quá. Chỉ còn leo tới tầng 40 thôi chắc đủ đồ xài rồi. Nhưng mà chúng ta cần những cái món đồ mà nó tốt hơn, chứ còn giày thì hơi bèo. Để xem nào. À, có cây được nè, có tử mà còn có lốc nữa thì ngon rồi. Có may mắn là lượt sau ta đi cày là ra được đồ ngon, khỏi cần nâng chiêu gì cả. Nhưng mà một phần nữa nãy giờ mình quét lính ngon là nhờ cái chiêu của đồng nhãn long. Đây. Nó bắn đạn tới trước, hoặc là vô tình cái mình đánh đó, nó có cái phương dọc, nó có cái bề dọc các bạn, nó chứ không chỉ đơn thuần theo bề ngang không. Rồi để coi ra món gì nữa đây. Rồi món bèo. Nhưng mà toàn đồ này không thì tới hồi vô nâng thì mình lại hơi lỗ. Tại đối phương không mạnh lắm mà ra mình cũng không có nhu cầu dùng chiêu. À, bây giờ nó đông, nhưng mà đông không có nghĩa là mạnh. Đông mà dính chiêu nọ cái là cũng đi hết cả bọn. Rồi xong. Bột. Thôi ra được vũ khí nhiều dữ. Rồi nếu vậy phải cho biến bớt, đặc biệt là mấy cái món trắng này. Tướng cuối cùng đâu, ra đây cho anh dạy việc cái. Hidetada vị shogun thứ hai, à shogun thứ hai của nhà Tokugawa. Sử ông quýnh, ông này ổng quét hơi bị tốt luôn á nha. Ok, ra một cây cũng tương đối ổn. Mình có thể ngưng lúc này cũng được, nhưng mà ngưng lúc này thì cảm thấy nó chưa đã, là thường phải leo 10 tầng. Chứ là còn để lấy ngọc nữa các bạn, chứ không phải chỉ đơn thuần là lấy vũ khí không. Ông này thì ổng không chết nổi đâu. Rồi, ok. Trời ơi, nỡ lòng nào nó cho cái đó, trời ơi. Rồi, gồng phát cho vui nhà vui cửa coi. Có sát thương băng rồi thì không cần phải lo nữa. Nói chung là lấy được cái chiêu của ông Taratora kia là ngon. Ổng mặc định không có sát thương băng cho mình luôn. Con bé này thì mình chưa luyện hết chiêu của xong nè. Như là chưa có chiêu của con bé này. Món này cũng tạm được. Ta bỏ
bớt mấy cái món trắng trắng này đi, chứ mình nhìn nó mình thấy chướng mắt quá. Đi chơi là phải lấy đồ ngon, đồ có thuộc tính, chứ còn đồ dạng này vừa vứt. Rồi đây, tiếp tục đi. Rồi đây, à, tiếp tục tiếp tục vô. Sao tôi say mê đá banh, đá vô đá vô đá vô. La 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 la. Quyết chiến, quyết thắng. Các bạn thấy ông này chơi thấy ông bị đánh hầu như không vấn đề gì luôn. Hay da. Wow. Ồ, con Rakia nó chưa có ra nữa đây, thiếu đúng một tướng. Trời ơi, lên không đúng lúc. Thôi kệ nó, tầng sau mới tầng 39 là chưa phải tầng 40. Mà tầng 40 cũng không nặng đô lắm đối với ông này. Đã đánh hai ông Takeda Shingen với Yusuke Kenshin thì cũng không sao. Rồi, ok. Vô ta. À, mà này là màn nó chạy hả? Ồ, màn nó chạy thì ông này lại dí không được. Ông này dí, khả năng dí của ông hơi kém. Nhưng mà quýnh mà nó văng đối phương với ông vậy thì khỏi lo. Màn này nó dở một cái là nó không có nhiều lính cho mình đánh lắm. Hồi nãy mình đi cũng hơi sai hướng. Thôi kệ, thằng nào gần đánh đó trước vậy. Cung thì chỉ được quá bắn nhanh thôi nhá. Rồi đây chúng ta lại đi lấy kinh nghiệm mà xài thôi. Một số tướng là còn phải chạy ngược đường luôn, tại vì họ đi chậm quá, họ không có đánh đủ nhanh. Còn này chạy nhanh dữ. Đây thôi dồn lại đánh luôn bác đi. À đúng rồi, thêm cái chiêu độc nhẫn lâu này nữa, nó đánh theo mới có cái đường dọc. Rồi giờ tới lượt nó rượt mình các bạn. Rồi ok. Rồi vì sao tôi say mê đá banh nào. Ồ, chạy đúng vòng luôn chứ. Ờ, ta ngọc thật à. Ê, đứng lại, đứng lại. Ha, rồi. Ô, ô, ô. Rồi, xong. Chơi. Oh yeah. Hình như lại là mình thấy còn một cái cục ngọc ở đây. Quýnh lính đôi khi nó cũng hên hên nó ra ngọc các bạn. Rồi ok, ra mấy món này cũng được á. Nhưng mà hành phong thì không so được với hành tử. Như là ra cái tử là ngon nhất. Đi nào. Rồi ok, đánh thường trước đi. Để ông Kenshin ông ra luôn rồi mình chơi luôn thể mà.
Rồi đây hai ông vô luôn thể nha. Rồi vô nào. Hay da. Wow, lợi hại hổ báo. Đấy. Ông Kenshin toàn ra vừa ra cái kinh nghiệm, ông Takeda mới là ra đồ. Mà hai ông này dễ xuất hiện cùng lúc lắm. Rồi, ok. Rồi thôi cũng 26 phút rồi các bạn, thoát ra được rồi, không nên leo nhiều. Ra có vũ khí xịn là leo tiếp, chứ còn leo với cái này mình thấy nó không vừa lòng lắm. Rồi đây có một món vũ khí bèo thôi cũng được, tại nó còn dày thì mình búp vô nó sẽ có lợi hơn. Có một con ngựa đem bán được tại mình cũng đang cần tiền. Rồi để coi nào, 13 cục công, 9 cục thủ, 8 cục tốc, 9 cục hỗ trợ, 2 cục đặc biệt. Vậy thì tổng cộng mình có là 22 30 39 41. Quả trời lời to, nói 30 mà còn nhiều hơn đó các bạn thấy không. Đấy rồi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.